Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài mở kho, ban cho lộc lớn, giải hung hóa cát, chớp được vận may, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng. Mây được vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Tỵ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý anh chị, trong cuộc sống thì ai cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn, công danh sự nghiệp thành đạt, tiền bạc đủ đầy, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần phải có một chút vận may để có niềm tin, để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Và vận trình của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 8 âm lịch tới đây diễn ra như thế nào, làm sao để giải cát hóa hung, làm sao để đón nhiều may mắn đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Đinh Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, tiền vàng nhét ngập két, đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, nếu biết được điều này. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, những người sinh năm Đinh Tỵ 1977, trời phú cho năng động cả về thể chất lẫn tinh thần, hăng hái hơn người nhưng lại rất đa nghi, bảo thủ và thẳng thắn trong mọi vấn đề. Tuy nhiên, người sinh năm 1977 rất giỏi giao tiếp và hòa đồng bởi tính cách có đôi phần sôi nổi và ồn ào của mình. Họ không hề ngại ngần khi phải thể hiện quan điểm của bản thân và có khả năng thuyết phục cũng như lôi kéo đồng minh về phía mình. Kiên trì, không khoan nhượng là những nét tính cách đặc trưng trong tính cách của những người này. Tuổi này khôn ngoan, kiêu hãnh, rất biết quan sát và chờ đợi. Họ không phải tuýp người bốc đồng mà ngược lại rất kín đáo và bình tĩnh. Họ khá bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sâu trong đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề cũng như giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Họ cũng được phú cho sự thông thái và hiểu biết, triết lý sâu sắc về những thay đổi trong cuộc đời, đó là tài năng và thực tế, cũng là do họ cần một cuộc sống đảm bảo về tài chính. Chính vì vậy mà rắn còn được xem là người canh giữ kho báu tuyệt vời, một cuộc sống đầy những xung đột và hỗn loạn không dành cho họ. Bởi lẽ họ yêu hòa bình, thích tĩnh lặng, hướng về tinh thần hơn là vật chất. Họ thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy, bạn thiên về chất hơn là lượng. Phong cách tao nhã dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng là những gì mà rắn muốn trang trí cho tổ ấm thân yêu của mình. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo luôn tìm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập được vị trí vững vàng trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Về bản tính, người tuổi Đinh Tỵ rất đa nghi, dù vẻ bề ngoài luôn tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối, anh ta giấu kín lòng đa nghi, kể cả bí mật riêng tư cũng giấu thật kỹ trong lòng. Tuổi này có tinh thần ham học hỏi, có thể thu nhập cho mình những thông tin bổ ích ở bất cứ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm tới những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người. Bởi vậy, tính cách của người này vẫn là một điều bí ẩn ít ai có thể thấu hiểu. Về vận mệnh của những người sinh năm 1977, thường sống độc lập, tự lực cánh sinh, lo toan cho cuộc sống, ít được nhờ cậy bố mẹ hay anh em. Người sinh Đinh Tỵ cứng cỏi nên có ý chí quyết tâm cao, họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt được thành công. Họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Vì mong có một nhân sinh rực rỡ hưng thịnh, muốn khai thác cho hết khả năng của bản thân, nên Đinh Tỵ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, cố gắng hết mình, ôm mộng giàu sang đổi vận, đến với những vất vả khó khăn thử thách của cuộc sống đầy những sự khác biệt. Đinh Tỵ cũng chỉ muốn sớm đạt được sự tự do về tài chính. Lúc ấy Đinh Tỵ 1977 có thời gian ở bên gia đình, chăm lo cho những đứa con của mình. Nhưng mãi lận đận cũng chẳng thăng hoa, hoặc là trong giai đoạn bạn từng có lúc thăng hoa bay bổng, nhưng sự mất mát nhiều phần chẳng đọng lại trong tay. Lắm lúc bạn nghĩ mà ấm ức, ngửa mặt lên trời than trời trách đất, tại sao mình sống lương thiện mà đời toàn đội lại cho mình những trái đắng.
cả một đoạn trường đời lao động hăng say để rồi cuối cùng lại may áo cưới cho người. Nếu ví Đinh Tị như một tấm gương phản chiếu lại nhân tình cõi thế, thì trên tấm gương ấy là ngang dọc, trái phải đủ thể loại chằng chịt là những nỗi đau. Có cái cạn, có cái bụi phủ mờ từ lâu năm quá khứ, hay còn có cái mới mẻ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, bao suy tư ưu tư muộn phiền. Tuy không thể khiến con rắn Đinh Tị thay đổi tâm tính, nhưng cũng làm cho họ chùn bước trên đường đời, tuy môi vẫn cười, tay vẫn làm nhưng có đau hay không thì chỉ mình ta biết, chỉ là qua rồi cái thời bạn chấp nhất, qua rồi cái thời bạn lồng lộn lên, cắn đi, cào đi, cấu đi, xé đi, lắm chuyện tuy đau, lắm thất bại tuy mệt, lắm kẻ tào lao, hoặc trục lợi giờ chỉ đổi lại là một cái cười nhạt nhòa. Cuộc sống đôi khi như một cuộc học hỏi, khiến con người chúng ta luôn phải nghĩ ngợi, luôn phải bon chen lao động hăng say và thật nhiều cố gắng. Là năm nay ắt sẽ không nhàn, đây là những năm có sự đổi thay, của sự vần xoay của vô vàn những bài kiểm tra cuộc đời sẽ mang đến. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc đời trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh biệt có, người tôn trọng cũng có và kẻ tệ bạc cũng không thiếu, chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, suy nghĩ chưa đủ kỹ càng có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc bạn cũng từng nghĩ bản thân thật may mắn, vì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời trong những ngày bình yên, bạn sợ sẽ như một hạt mầm trong tay Đinh Tị. Gieo xuống bản mệnh của bản thân là đại thụ hay chỉ là rau muống, là mạnh mẽ vươn lên hay lu mờ ảm đạm, tất cả phụ thuộc vào việc bạn cháy được bao nhiêu phần trên con đường của chính mình. Lộ trình của Đinh Tị trong năm 2023 này bắt đầu đổi màu, cái màu huy hoàng rực rỡ ấy sẽ kéo dài tới 100 tuổi, cho đến khi Đinh Tị hiện thực hóa được những mong mỏi của mình. Trong giai đoạn này, những tàn dư của quá khứ bao gồm cả tình cảm, tài lộc, tiền bạc sẽ tự viết cho nó một dấu chấm tròn chung kết, hiểu mọi thứ là nhân cũng tức là quả. Đôi khi là nghiệp nhưng chắc gì đã không phải là cơ hội nhiều khi, vì trên đời này vốn không có sự ngẫu nhiên, chỉ có những thứ được gọi là định mệnh. Một giai đoạn dù là thiên, hay địa, hay nhân, hay vận, hay tình, hay con cái, đều sẽ rất thuận lợi trong 1977 này tiến mau chắc chắn chỉ cần bạn muốn mà thôi. Giản đơn là một mong muốn, khởi phát như một mầm cây, rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã hóa đại thụ chọc trời. Và Đinh Tị ơi, bạn đừng quên rằng bạn đến với thế giới này vì điều gì, bạn muốn hướng tới cái gì, muốn đặt chân tới nơi nào, thành công ra sao. Vậy nên 1977 chịu khó kỷ luật bản thân trong các thời điểm quan trọng này, những gì bạn được hưởng ở sau đấy bạn sẽ không ngờ được đâu. Theo tử vi, người này rất tinh ý thông minh, có điều kiện thành bậc trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế, bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Đinh Tị tuy có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào ai đó, họ giao tiếp không rộng rãi, tính cách rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác. Bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tị, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Về công danh thì người tuổi Đinh Tị may mắn thuận lợi, cát tinh luôn theo sát, tài vận hanh thông, đôi khi còn có quý nhân phù trợ, gặp vận phát tài bất ngờ. Tuy có thể đại phú đại quý, giàu sang tột độ, nhưng đó không phải là sức mạnh của mình, mà chỉ là nhờ vào vận khí mà thôi. Nhưng vận khí này không phải lúc nào cũng có, mà hơn hết phải chú trọng việc nắm được thời cơ, chỉ cần là lợi ích chính đáng thì tiến hành. Ngoài ra không bị đốc thúc về tư tưởng hay chịu khuôn mẫu, nên họ thường tiếp cận với những lĩnh vực mới của thời đại, ví dụ như công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại hay du lịch. Do sáng tạo có phúc đức hoặc có tài nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả phong lưu. Hơn nữa là người giàu sang phú quý, thứ họ cần là quán triệt để tới thành công, đó là sự kiên cường, quyết tâm gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Với tính cách thông minh biết xử lý nhiều tình huống, thì người tuổi này thích hợp làm các nhà quản lý, tổ trưởng, nhóm trưởng, để đốc thúc và phân công được công việc rõ ràng chi tiết, cùng với đó là sự công minh, công bằng biết cách phán xử khi có những tranh cãi xảy ra. Lúc này cần đến tính cách của người tuổi Đinh Tị, không những thế các ngành nghề như giáo viên, nhà tâm lý học, nhà kinh doanh, doanh nghiệp đều rất phù hợp với người tuổi Đinh Tị, sẽ phát huy được hết tinh thần, khả năng, năng lực của người tuổi này trong công việc của họ, còn đưa công việc có sự phát triển, hoàn thiện được bản thân mình tốt nhất. Vì phấn đấu không nghỉ ngơi, từ khi còn trẻ mà sự nghiệp của Đinh Tị thành công khá sớm so với những con giáp khác, tuy vậy tuổi này cần tu tâm dưỡng tính, sống thiện lương, làm nhiều việc thiện. Con giáp này có được số giàu sang phú quý, nhưng cuộc đời được hưởng nhiều sung sướng, vấn đề tiền bạc thường không phải lo lắng quá nhiều. Nhìn chung, tính cách của họ rất thành thực, ổn định, thận trọng,
có cảm giác và sức quan sát cực kỳ nhạy bén, có tố chất kinh doanh thương mại, cũng có thể dựa vào những phi vụ đầu tư mang tính đầu cơ để trục lợi cho mình. Là người muốn ăn ngon, mặc đẹp, sùng bái tin tưởng vào triết lý cuộc đời, phú quý vinh hoa, ngay từ khi thiếu thời đã có thói quen chú trọng phong cách thời thượng, vừa giỏi kiếm tiền, vừa biết tiêu tiền, vì vậy muốn tích lũy của cải một cách hữu hiệu, thì phương pháp tốt nhất là liệu cơm gắp mắm, biết cách điều tiết đầu vào và đầu ra. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực vượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian vượng vận nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe, mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, v.v. đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Đinh Tỵ trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, tháng 8 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp, bạn chỉ cần cố gắng hết sức,
phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu, sẽ thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều hết sức ngưỡng mộ. Con đường sự nghiệp của người tuổi này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, nhờ có sự nâng đỡ của Nguyệt lệnh Lâm Quan, bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra để làm việc, không ngại đứng trước những thử thách gian nan. Với người làm công ăn lương, tháng này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Cát tinh thiên vu chiếu mệnh cũng giúp cho những người đi theo con đường học tập nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có thể áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý tới những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang đến. Bạn chớ nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân, thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời bạn cũng sẽ trở nên chủ quan lơ là, hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Nếu người tuổi Đinh Tỵ chăm chỉ làm ăn trong tháng 8 âm lịch này, thì Nguyệt lệnh Lâm Quan ắt sẽ đem đến cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù là làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng gặt hái được nhiều thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, tích cực nhận nhiệm vụ không ngại khó khăn, gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay tới cơ hội thăng chức tăng lương hoặc ít ra cũng được thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó khăn gian khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Tử vi thấy rằng có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện càng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên tính chất năng lực của mình, chớ nghĩ tới việc hãm hại người khác. Mà sao xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào vòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng, đánh mất mối quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao, nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải biết tiết kiệm, thì bạn dễ rơi vào trạng thái tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Đinh Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song chuyện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm. Bản mệnh khó tìm được người để san sẻ tâm sự, mọi điều thường giữ kín trong lòng, khiến tinh thần càng căng thẳng, thiếu đi sự hăng hái. Vợ chồng ai làm việc của người ấy, không quan tâm tới cảm nhận của nhau, nên mối quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này hai người sẽ dần rạn nứt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện lúc nào không hay. Dù hai người có những quan điểm không trùng với nhau đi chăng nữa, thì cũng cần phải cố gắng trò chuyện trao đổi với nhau, mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống, để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, chớ nên bỏ ngoài tai lời của đối phương, bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều bạn không nhận ra. Một số người trở nên thiếu trách nhiệm với gia đình, thích dành thời gian cho sở thích cá nhân, đổ hết mọi công việc lên đầu của người kia. Bạn cần phải ý thức được rằng việc xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai người, đừng quá lạnh lùng hoặc lười biếng, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, tổn thương hoặc hiểu lầm. Người độc thân tự coi mình là nhất, nên thường xem nhẹ, nhưng đối tượng tiếp cận mình, bạn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, mà lại không nhận ra được đối phương có những ưu điểm gì, vì vậy mà có thể để lỡ mất nhiều mối lương duyên. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này, bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, dù có hăng hái tới mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức, kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng dễ mắc các bệnh vặt vãnh. Những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể, thậm chí nếu tình hình này kéo dài,
còn gây ra rối loạn giấc ngủ, khiến cho Đinh Tỵ luôn trong trạng thái uể oải, mất năng lượng. Nếu bị ốm thì bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tuy là ốm vặt nhưng cũng đủ khiến bạn mệt mỏi 1-2 ngày. Vì vậy nên cố gắng ăn uống nhiều đồ có vitamin, hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hung tinh thiên hình đem đến ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận mệnh của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận hành máy móc, tránh để sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, khiến cho mình phải chịu thương tổn. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để tuổi Đinh Tỵ có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tháng 8 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ. Tử vi tuần này của tuổi Đinh Tỵ có thái âm phù trợ nhân duyên, quan hệ của bạn cực kỳ tốt, đặc biệt là nữ giới, không chỉ tình yêu thăng hoa, có đối tượng hài hòa hợp ý, mà tình bạn cũng tiến triển rất nhanh, gần gũi thân thiết, vui vẻ ấm áp, đồng nghiệp tương trợ lẫn nhau, nhờ thế mà nên dù có gặp phải thách thức nhưng con giáp này vẫn rất tươi tắn. Công việc xuất hiện ngáng trở do thương quan gây ra, tự dưng rủi ro tìm đến bạn, không gặp may nên kết quả không như ý. Mặc dù thất vọng song bạn vẫn giữ được tinh thần vững vàng, hiểm trợ với đồng nghiệp tìm cách giải quyết và cơ bản thu dọn được hậu quả, không để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Quý nhân là nữ giới có khả năng đưa ra những lời khuyên, định hướng đúng đắn cho bạn nên hãy lắng nghe, học hỏi và áp dụng sao cho phù hợp. Đồng thời tuổi này cũng có thể áp dụng đối với nữ giới lớn tuổi hơn mình, thì sự nghiệp sẽ khả quan hơn, tiến triển tốt hơn, ít gặp trở ngại hơn. Bạn có thể tính tới việc chuyển đổi chỗ ở, nhưng chuyển đổi nơi làm việc thì không nên. Dịch mã báo hiệu một sự chuyển động song chỉ là tạm thời, không mang tính chiến lược lâu dài, vì vậy bạn cần suy nghĩ thật thấu đáo, đầy đủ trước khi đưa ra quyết định làm ảnh hưởng tới tương lai. Quý nhân, Dậu, Mão. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tử vi tuần 2, tháng 8 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, dịch mã mang tới cho người tuổi Đinh Tỵ nhiều cơ hội để đi đây đi đó. Để học hỏi và làm việc, bạn có sự mạnh dạn tự chủ và cố gắng nên sẽ được đền đáp xứng đáng. Kết quả công việc không tồi, cơ hội thăng tiến cũng có nhưng chưa thực sự rõ ràng, cần phải tiếp tục phấn đấu dài hơn, các phương tiện khác đều có nạn, tài chính thất thoát do xuất hiện kiếp tài. Bạn hãy làm chủ nguồn thu chi của mình, việc đầu tư vào những lĩnh vực mới hoặc chung vốn làm ăn. Quyết định dấn thân vào con đường còn có nhiều lạ lẫm, không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nó sẽ khiến bạn mất tiền. Bản mệnh gặp quả tú, tính cách cô độc và thích ở một mình, lạnh nhạt với người khác giới, đặc biệt là nữ giới có xu hướng không quan tâm tới chuyện tình cảm. Mặc dù người thân, bạn bè sốt ruột giới thiệu cho đối tượng tốt, nhưng bạn lại thờ ơ nên kết quả chẳng đi tới đâu. Do thích một mình nên bạn có thể giải trí bằng các hoạt động có tính độc lập, kể cả làm việc cũng nên chọn phương án tự chủ, chứ không nên làm việc nhóm hay hợp tác. Do quan hệ xã giao không quá tốt nên các mối thân tình nhờ vả đều không thể sử dụng được, tự mình giải quyết đương đầu với khó khăn. Quý nhân, Sửu, Mùi. Tiểu nhân, Thân, Dần. Màu sắc may mắn, đen, sang. Tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ. Tuần này người tuổi Đinh Tỵ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm do thực thần giả tạo. Bạn tuy khéo léo nhưng lại có tính toán khiến đối phương không thoải mái, đó là nguyên nhân khiến mối quan hệ của đôi bên không đủ chân thành, có sự rạn nứt. Con giáp này cần phải có thái độ nghiêm túc hơn với cảm xúc của mình để có kết quả trọn vẹn. Công việc nặng nề, bạn bị đùn đẩy cho những việc khó khăn nhất, mệt nhọc nhất nên làm việc rất căng thẳng. Thương quan chủ về bị tiểu nhân ngáng trở, cố tình đâm sau lưng khiến mọi việc càng thêm tồi tệ hơn, làm bạn không hoàn thành nhiệm vụ và bị cấp trên khiển trách rồi thất vọng về bản thân. Không đạt được những kết quả như ý nên có thể tiền thưởng bị ảnh hưởng, cơ hội thăng tiến cũng không rộng mở như trước đây nữa. Lúc này bạn cần phải bình tĩnh, nhanh chóng giải quyết tất cả các vấn đề trong tay, đồng thời có tính toán khôn ngoan hơn khi đối phó với những người cản đường, càng khó khăn thì bạn càng phải mạnh mẽ, không được phép gục ngã. Thái độ và sức mạnh tinh thần chính là chỗ dựa của người tuổi này, bạn cần phải tự trang bị cho mình sự an toàn trong tâm hồn, không lung lay trước những tác động từ bên ngoài. Một khi đã tìm được sự tích cực, lạc quan và phóng khoáng, thì bạn sẽ hiểu thách thức trước mắt chỉ là tạm thời, chuyện gì rồi cũng qua nhanh thôi. Quý nhân, Sửu, Tuất. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, hồng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ. Tuần cuối của tháng cho thấy tới Đinh Tỵ có cát có hung,
chuyện tốt tìm tới nhưng không thể tránh được những điều không may, âm sát chủ về âm mưu, gian trá xảo quyệt, lừa bịp đố kỵ, bạn cần phải thận trọng hơn, đề phòng tiểu nhân có ý đồ chơi xấu với mình trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Công việc không quá thuận lợi, bạn sẽ gặp khách hàng khó tính hoặc đối tác không đáng tin cậy, quá trình hợp tác có nhiều trục trặc khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Người này xoay như trong chóng lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại, vừa tốn thời gian lại vừa tốn công sức mà kết quả thì không thể trọn vẹn. Có quý nhân là Thái Dương là người có tầm nhìn giúp đỡ bạn, chỉ bảo bạn nên sẽ đỡ hơn một chút, quan trọng nhất là bản mệnh có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, dám thử thách bản thân và không ngại gian khổ, nếu lười biếng thì dù có người nâng đỡ cũng chẳng có tác dụng gì. Vận động là một trong những phương pháp giúp bạn tăng cường vận trình, cải thiện sức khỏe và vận may của mình, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sẽ giúp bạn có những quyết định sáng suốt hiệu quả hơn, hãy ưu tiên các hoạt động ngoài trời và có tính tương tác tự nhiên. Quý nhân, Ngọ, Tý. Tiểu nhân, Dần, Thìn. Màu sắc may mắn, cam, tím. Quý vị thân mến, việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin, nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin, nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ cho người ấy. Nếu đã không tin Phật hà tất gì phải đi bái Phật cho uổng công, bái Phật là một loại tín ngưỡng, điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu, do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật là phi lý và không có lẽ thực, đồng thời còn hô hào mọi người đồng hành việc xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ không tin lời Phật, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đấy mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, cũng mong gột rửa tội nghiệp, nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác. Còn trong cuộc sống những người có tính đa nghi như vậy, đối với gia đình, người thân, họ chẳng hề tin tưởng một người nào, đối với bạn bè, họ cũng không thấy ai là một người đáng tin cậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về vận mệnh của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên ngày tháng năm sinh âm lịch xuống phía dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình kênh Huyền Học Thư Viện sẽ lý giải cho quý vị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.